kiếm hiệp đặc sắc Công Phu Bút xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Cơ Chân Chân lúc này thở hổn hển nói: "Gia gia, mau đặt ta xuống giường và đưa cho ta viên thuốc nữa." Suốt trên đường đi, nàng toàn nhờ vào sức chống đỡ của dược liệu. Bây giờ tất nhiên là đã quá mệt mỏi. Lưu Đại Má thắp một ngọn đèn dầu rồi cầm cái đèn lồng phất giấy lên, quay sang Lăng Hạnh Tiên, mời đại tẩu theo lão bà. Lăng Hạnh Tiên theo chân lão sang phòng bên cạnh. Lão bà đem chăn mền ra, rồi ngó lại Nhạc Tiểu Long bảo: "Đại tẩu hãy đặt phu quân nằm nghỉ." "Ồ, thương thế xem ra cũng không phải là nhẹ đâu." Nàng không có thì giờ giải thích. Nàng đặt Nhạc Tiểu Long lên giường, rồi bảo với lão bà: "Đa tạ Lô Đại Má. Không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà cả." Lão bà tỏ vẻ lo lắng: "Thương thế của phu quân nặng đến thế này, không biết bị kẻ nào đã thương vậy hả?" Lăng Hạnh Tiên kéo mạnh mặt nạ xuống, sửa lại mái tóc, rồi ngấn lệ muốn khóc: "Đại ca ta bị trúng thương, âm phong thấu cốt chưởng, tên lão tặc ấy là Mã Phi Hồng." Lâu Đại Má thấy nàng bỏ mặt nạ, bất giác giật mình cười gượng: "Ồ, à, cô nương, y là lệnh huynh, lão bà thật đáng chết à. Lệnh huynh bị âm phong thấu cốt chưởng." Lão bà chưa nói hết lời, bỗng thấy Hà Gia Gia ung dung đi vào phòng. Nàng cũng đã bỏ chiếc mặt nạ cầm ở nơi tai, để lộ mặt thật, vui vẻ vẫy gọi Lăng Hạnh Tiên: "Kỷ muội, đại sư tỷ ta dẫn đến nơi đây không được hỏi gì lôi thôi, hãy để Kỷ thiếu hiệp nghỉ ngơi chốc lát. Đại sư tỷ ta mời Kỷ muội sang nói chuyện." Lâu Đại Má nhìn Hà Gia Gia rồi cung kính: "Để lão bà đi nấu chút nước nóng." Hà Gia Gia ngăn lại nói: "Không cần đâu Lâu Đại Má, lão Hải đi ngủ đi." Lâu Đại Má mỉm cười: "Không cần, người già cả mà, qua nửa đêm khó ngủ lại lắm, cứ để lão nấu cho ít nước nóng." Nói xong rồi vơ lấy cái lồng đèn, chuyển thân vội vàng xuống thanh gác. Tuy đã là một lão già 80 lưng gù, nhưng cước bộ rất là khinh thoái. Lăng Hạnh Tiên nhìn thương thế của Long ca ca rất nặng, hôn mê bất tỉnh, mắt của nàng hoen lệ, đang định đi sang phòng bên xin Hà Gia Gia một viên dược hoàng thì đúng lúc Hà Gia Gia tìm đến. Nàng vội vàng lau nước mắt rồi nghinh tiếp: "Hà Thư Thư đến thật đúng lúc, đại ca của ta thương thế trầm trọng, ta định hỏi xin Thư Thư một viên thuốc." Không đợi nàng nói hết, Hà Gia Gia xua tay: "Không được, cường thế của lệnh huynh, dược hoàng không trị được, phải trị bằng y liệu." Lăng Hạnh Tiên cảm thấy thất vọng, tự nghĩ: "Thế nào là y liệu? Sớm biết thế này, chẳng bằng cứ ở lại Tùng Giang tìm một thầy thuốc trị liệu cho đại ca, chẳng nên theo bọn họ tới đây làm gì." Thấy nàng không trả lời, Hà Gia Gia lên tiếng: "Tỷ muội muội không nên lo, đại sư tỷ mời muội muội qua bên phòng chắc cũng để nói chuyện lệnh huynh đó." "Có chuyện gì vậy?" Hà Gia Gia mỉm cười: "Cứ qua đi rồi ắt biết." Lăng Hạnh Tiên đưa ánh mắt nhìn Nhạc Tiểu Long đau như cắt, nàng nghĩ thầm: Cơ Chân Chân đã nhận ra Long ca bị trúng âm phong thấu cốt chưởng, thế nào cũng biết cách chữa trị. Tâm niệm đã định, bất giác liền theo chân của Hà Gia Gia sang phòng kế cận. Vừa bước vào phòng đã thấy Cơ Chân Chân dựa vào vách giường, nửa nằm nửa ngồi. Lúc này nàng còn khó khăn, bây giờ ngoài sắc diện vẫn còn tái xanh, có vẻ thương thế đã có phần chuyển biến. Lăng Hạnh Tiên lại nghĩ: "Hay thật, các người trong thần có thuốc trị thương, thế mà keo kiệt không cho Long ca ca của ta uống, còn nói thương thế của Long ca ca dược hoàng không trị được.
Nếu không thế bây giờ Long ca ca cũng có thể tỉnh dậy rồi. Cơ Chân Chân vừa thấy hai người vào phòng liền nhìn Lăng Hạnh Tiên hỏi: Kỷ thiếu hiệp vẫn còn hôn mê bất tỉnh chứ? Cơ cô nương vốn là người rất lạnh lùng, nhưng câu hỏi này của nàng đã biểu lộ sự quan thiết. Lăng Hạnh Tiên gật đầu hỏi lại: Cơ cô nương có chuyện gì cần hỏi? Cơ Chân Chân chậm rãi hít một hơi rồi nói: Thế là rất tốt. Nàng không đáp vào câu hỏi của Lăng Hạnh Tiên. Người ta thương thế trầm trọng hôn mê bất tỉnh, thế mà còn nói là rất tốt. Lăng Hạnh Tiên tức giận lạnh lẽo nói: Cơ cô nương có chuyện gì, xin mời nói. Đại ca của ta thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đang hôn mê bất tỉnh nhân sự, ta không có thì giờ ở đây lâu. Cơ Chân Chân cười nhẹ rất ôn hòa: Kỷ muội muội, lệnh huynh đã uống bảo tâm đan, nội trong 12 giờ khí lạnh không xâm nhập được. Thương thế dù chưa khỏi hẳn, nhưng không thể nặng hơn. Hôn mê bất tỉnh là chuyện tất nhiên, muội muội hãy yên tâm. Bình thời Cơ Chân Chân đối nhân tiếp vật lạnh như băng đá, nay hơi mở miệng cười thật giống băng tuyết giải, hoa xuân nở rộ, khiến cho Lăng Hạnh Tiên ngây người vì thấy nàng rất diễm lệ. Bỗng nhiên Cơ Chân Chân như nhớ đến điều gì, quay sang Hà Gia Gia: Gia Gia, Kỷ thiếu hiệp đang hôn mê, cần có người bên cạnh chăm sóc, người hãy thay Kỷ muội muội chăm sóc y một lát. Hai má của Hà Gia Gia đỏ bừng, miệng khẽ vâng một tiếng rồi cúi đầu đi ra cửa. Cơ Chân Chân dỗ dỗ xuống mặt giường: Muội muội ngồi xuống đây, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với muội muội. Lăng Hạnh Tiên không biết nàng muốn nói với mình những gì, cứ theo lời rồi ngồi xuống. Cơ cô nương nói chuyện gì cần yếu không? Đương nhiên là rất cần yếu. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục: Chuyện này nên bắt đầu từ sư phụ nói tới, đó là chuyện 13 năm về trước. Sư phụ của ta đi qua vùng Đồng Quan, bỗng gặp bãi tên cường địch dây đánh. Vì thấy sư phụ đi có một mình, người lại đang mang thai, tới tháng thứ 7, thứ 8 gì đó. Trận ác đấu tuy đã bãi tên đều bị sư phụ ta giết sạch, nhưng sư phụ ta cũng bị động thai băng huyết, gần sắp chết. Rất may lúc ấy có hai lệnh tôn lệnh đường đi ngang qua cứu thoát sư phụ ta và giúp người sinh hạ tiểu sư muội ta. Hai mẹ con nhờ đó mà được bình an. Sư phụ ngày thường vẫn nói tới ngu tỷ muội. Khi hành tẩu giang hồ, nếu có gặp môn hạ Hoa Sơn đều phải coi như là đồng môn. Nếu có gặp nguy nan thì phải tận lực mà tương trợ. Không biết sư phụ cô nương là ai, chỉ nghe nàng kể tiếp. Lần này ngu tỷ muội phụng mệnh đến Đồng Sa đảo. Trước khi lâm hành, sư phụ còn dặn thế nào Hoa Sơn phái cũng sai đệ tử môn nhân đến tham gia, và buộc ngu tỷ muội phải tìm cơ hội hiệp trợ. Ồ, té ra là như thế. Cơ Chân Chân lại tiếp: Đêm nay nếu không có lệnh huynh xuất thủ, ngu tỷ muội chắc đã rơi vào tay của đối phương rồi. Lệnh huynh vì cứu ngu tỷ muội mà bị tặc nhân lừa cơ đã thương, khiến cho ngu tỷ muội rất thẹn với lệnh của sư phụ. Lăng Hạnh Tiên thấy nàng như biến thành một con người khác, bao nhiêu sự lạnh lẽo của nàng đều biến mất cả, trong lòng bất giác cảm mến nàng. Lăng Hạnh Tiên bèn nói: Tặc nhân vì chúng ta tìm đến thì là kẻ thù chung của chúng ta, như vậy có gì đáng trách? Cơ Chân Chân thở dài nhẹ nhẹ, nàng lắc đầu nói: Ai, ta phải trách ta quá sơ ý. Lúc ấy ta thấy lão tặc khi dùng tay không chống đao kiếm, ta tưởng lão chỉ luyện được công phu thiết xa chưởng là cùng thôi. Ai ngờ lão lại luyện được tìm dương chưởng của ma giáo. Vì vậy lúc ấy ta đoán lầm lai lịch của lão. Nếu khi sau khi ta thụ thương, ta thức thời la lên cảnh cáo, chưa chắc lệnh huynh đã bị thương. Thì ra chị em tỷ muội này là người trong ma giáo. Cơ Chân Chân vẫn nói tiếp: Tên âm dương thủ Mã Phi Hồng, ta cũng chỉ nghe sư phụ nói qua. Vì 20 năm nay hắn không xuất hiện trên giang hồ, tất cả đều tưởng hắn đã chết. Do đó trong nhất thời ta không nhớ ra là đến khi lệnh huynh bị hắn ám toán ta mới sực nhớ. Lăng Hạnh Tiên hỏi: Đại ca ta bị trúng âm phong thấu cốt chưởng làm sao? Cơ cô nương nhận ra điều đó?
Âm phong thấu cốt dưỡng, nguyên là công phu của ma giáo chúng ta. Tại sao ta lại nhận không ra chứ? Mội mội biết Mã Phi Hồng là ai không? Ta thật không biết. Cơ Chân Chân đáp, hắn nguyên là sư huynh của sư phụ ta. Năm xưa vì vi phạm giáo quy, hắn bị tổ sư trục xuất khỏi sư phái. Hắn có ngoại hiệu là Âm Dương Thủ, tài phải luyện được Tiềm Dương Chưởng, là công phu dương cương. Chẳng những không sợ đao kiếm, mà khi đánh trúng ai không thấy vết tích gì cả. Nhưng tạng phủ đã bị chấn động, nếu không chết ngay tại chỗ cũng khó sống qua 12 canh giờ liền, thổ máu đen mà chết. Tay trái của hắn luyện được Âm Phong Thấu Cốt Chưởng, chỉ cần bị chưởng phong của hắn quét qua, trong 12 giờ khí lạnh sẽ nhập vào xương, tâm mạch đông cứng, máu huyết ngưng tụ, ắt phải chết. Lăng Hạnh Tiên nghe kể gần như muốn té xỉu, nước mắt của nàng ứa ra, nàng kêu lên: thế đại ca của ta không cứu được nữa sao? Cơ Chân Chân an ủi: ai bảo không cứu được, Lên Huynh đã uống bảo tâm đan do chúng ta bào chế, trong vòng 12 giờ khí lạnh không xâm nhập được. Đợi sau 12 giờ sẽ cho y uống thêm viên nữa, là có thể yên ổn trong 12 giờ tiếp. Lăng Hạnh Tiên chùi nước mắt, nhưng cứ như cô nương nói, cũng chỉ là cố giữ cho khí lạnh không nhập tới tâm mạch mà thôi. Cơ Chân Chân mỉm cười: đúng vậy, cũng chỉ là giữ được khí lạnh đừng xâm nhập vào tâm mạch. Câu nói chưa dứt, đột nhiên ngưng ngang nhìn thẳng ra cửa rồi quát to: là người nào đó? Lăng Hạnh Tiên giật mình, bất giác đặt tay vào cán kiếm đứng bật dậy. Chỉ nghe tiếng lão già run rẩy của Lâu Đại Má ở bên ngoài cửa: cô nương ơi, là lão đây mà, xin đem nước ấm lại cho cô nương. Quả nhiên là Lô Đại Má đã đem nước ấm vào đặt xuống bàn, rồi nhìn Cơ Chân Chân một cái bất giác hơi ngây người, tức thì kinh ngạc: thường thế của cô nương đã gần khỏi rồi sao? Thì ra lúc ấy Cơ Chân Chân đã ngồi dậy trên giường, hai ánh mắt long lanh, rõ ràng nội thương đã có chuyển biến tốt. Cơ Chân Chân đáp: đa tạ Lô Đại Má quan tâm, nguyên thương thế của ta không mấy nặng, ta vừa mới uống mấy viên thuốc, lại ngồi điều tiết một lúc nên không có điều gì đáng ngại nữa. Lô Đại Má buộc miệng: A Di Đà Phật, thế thì lão rất an tâm. Trời sắp sáng rồi đó, Lô Đại Má bận rộn cả đêm, mau đi nghỉ đi. Lô Đại Má đặt chậu nước xuống bàn, xoay thân đi ra. Cơ Chân Chân nghe tiếng chân của Lô Đại Má đã đặt xuống thang, đột nhiên một tay ôm lấy ngực, hai mắt nhắm nghiền, ngã lăn xuống giường thở hổn hển. Lăng Hạnh Tiên lấy làm kỳ quái, thương thế của nàng rõ ràng đã có giảm, tại sao trong chớp mắt lại đột nhiên phát tác? Nàng vội vàng hỏi: cô nương làm sao vậy? Cơ Chân Chân không nói một lời, chỉ nhìn nàng xua tay. Qua một lúc tự ngồi dậy công phu, Cơ Chân Chân mới thở ra một hơi rồi hé hai mắt nói nhỏ: ta trúng Tiềm Dương Chưởng của Mã Phi Hồng, nội phủ trọng thương, chỉ có giữ được nhờ dược lực. Lăng Hạnh Tiên hỏi: không phải cô nương vừa nói không có gì đáng ngại chứ? Dược liệu làm sao trị khỏi Tiềm Dương Chưởng được? Chúng ta tìm đến đây vì nơi đây an toàn và rất vắng vẻ, thích hợp cho sự trị thương của chúng ta. Nhưng rất tiếc bây giờ không phải là lúc để trị thương, do đó cứ qua một giờ ta lại phải uống một viên thuốc để cố gượng lại. Lăng Hạnh Tiên lấy làm lạ: trị thương mà cũng phải có lúc đấy. Đương nhiên là có, mỗi lúc sự lưu chuyển khí huyết không giống nhau, thời gian vận hành công lực cũng khác. Dường như nàng muốn nói gì nữa, nhưng thốt nhiên bỗng ngưng lời: thế còn đại ca ca thì sao? Chàng hôn mê bất tỉnh nhân sự, đâu có thể vận công gì được. Đúng là Hạnh Tiên chỉ quan tâm đến một mình Long ca ca của nàng. Cơ Chân Chân thở dài một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên: đợi thương thế của ta khỏe một chút, ta sẽ trị thương cho Kỷ Thiếu Hiệp. Lăng Hạnh Tiên nghĩ thầm: đợi cô nương này khỏe mới trị cho đại ca ư, biết đến bao giờ mới khỏe đây. Nghĩ như vậy nhưng nàng không dám nói ra, chỉ nhìn Cơ Chân Chân hỏi: Cơ cô nương phương pháp trị liệu như thế nào? Cô nương cứ nói đi, ta có thể trị cho đại ca được không? Cơ Chân Chân khẽ lắc đầu: không được, đó độc môn công phu của bản môn,
Chẳng những muội muội không trị được mà ngay đến cả Hà Gia Gia cũng chưa học qua. Cơ cô nương dừng lại, thần sắc nghiêm trọng rồi nói tiếp. Không nói đến ân lớn của lệnh tôn đối với sư phụ ta, chỉ nói chuyện đêm qua, lệnh huynh nếu không gấp cứu ngu tỷ muội thì đâu đến nỗi bị thụ thương vì chưởng của Mã Phi Hồng. Ngu tỷ muội dù chỉ là nữ hài tử, con nhà Thanh Bạch làm sao nỡ khoanh tay. Cơ Thư Thư, trị được thương thế cho đại ca ta, suốt đời ta rất cảm kích. Khi hai người đàm đạo, trời đã sáng hẳn. Hà Gia Gia từ bên phòng cạnh trở về, Cơ Chân Chân hỏi liền. Ngươi đã làm xong rồi chứ? Mặt của Hà Gia Gia ửng hồng, khẽ gật đầu. Làm xong rồi. Không biết nàng ta chăm sóc cho Long ca ca ở phòng sát bên mà lại làm xong cái gì? Chỉ nghe Cơ Chân Chân nói. Ta sai Gia Gia lấy dùng thủ pháp đặc biệt thôi cung quá quyệt của bản môn, đã thông kinh mạch của lệnh huynh, ngăn chặn khí lạnh ngưng tụ. Chỉ cần tới lúc mặt trời lặn lại làm thêm một lần nữa, đủ thông cho thương thế không nặng thêm. Lúc ấy ta có thể hồi phục và có thể trị thương cho y rồi. Lăng Hạnh Tiên nghe Hà Gia Gia đã thôi cung quá quyệt cho Long ca ca, ở trong lòng rất cảm kích, bèn quay sang Hà Gia Gia nói. Hà Thư Thư, xin đa tạ Thư Thư. Hà Gia Gia đỏ mặt dịu dàng mỉm cười. Chúng ta không phải là người ngoài, cần gì mà nói tiếng đa tạ như thế. Cơ Chân Chân lúc này xen vào nói. Trời đã sáng rồi, các người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Nói tới đó hốt nhiên hạ giọng. Hôm nay tất cả nên ngủ một giấc để dưỡng thần khí. Được kỹ muội muội, hãy mau về ngủ đi. Nói xong rồi nàng nhắm mắt. Lăng Hạnh Tiên đèn lui ra khỏi phòng nàng, trở về phòng kế cận. Vẫn thấy Long ca ca nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Đưa tay sờ vào tay của chàng, bèn thấy các ngón tay của chàng lạnh như băng. Đưa tay lần xuống ngực mới thấy hơi có hơi ấm một chút. Cơ Chân Chân vừa rồi đã giải thích rất rõ ràng. Âm phong thấu cốt chưởng là võ công độc môn của ma giáo nhà nàng. Phải đợi nàng thuyên giảm mới trị liệu cho Long ca ca được. Do thấy Lăng Hạnh Tiên thấy có gấp cũng vô dụng. Hốt nhiên nàng nhớ lại. Cơ Chân Chân vừa mới dặn dò hôm nay tất cả nên ngủ một giấc để dưỡng thần khí. Ngụ ý của lời dặn ấy có lẽ là đêm nay có sự gì đó xảy ra chăng? Hiện nay đối với hai tỷ muội của Cơ Chân Chân, chẳng những bao nhiêu hiềm ghét ban đầu đều tan biến, mà tự nhiên nàng rất tin tưởng ở hai cô nương ấy. Càng nghĩ càng tin chắc đêm nay sẽ xảy ra chuyện lạ. Và chẳng đã hai đêm rồi, nàng không hề chợp mắt, bây giờ cũng cảm thấy mỏi mệt. Liền đó nàng nằm cuộn thân dưới chân của Long ca ca, dần dần ngủ say. Suốt ngày hôm ấy khá yên tĩnh, đến lúc trời đã chiều, Hà Gia Gia mới nhẹ nhàng vào phòng, nàng lay nàng dậy. Ỷ muội muội, bây giờ mặt trời sắp lặn, đúng là đến giờ thôi cung quá quyệt cho lệnh huynh rồi. Đại sư tỷ ta nằm nghỉ ở trên giường, cần có người săn sóc, phiền muội muội hãy qua bên đó coi cho ta đi. Lăng Hạnh Tiên gật đầu đứng dậy qua phòng bên cạnh, sau lưng của nàng Hà Gia Gia đóng liền cửa lại. Lòng nàng tuy có hơi nghi, nhưng sực nhớ Hà Gia Gia sắp thi triển thôi cung quá quyệt là độc môn thủ pháp của ma giáo, đương nhiên không muốn cho ai nhìn thấy, cũng không lấy làm bận tâm. Cơ Chân Chân đang nằm trên giường, nghe tiếng chân liền mở mắt khẽ nhìn Lăng Hạnh Tiên một cái, rồi lại khép mắt lại. Nàng không dám kinh động, cơ cô nương vội lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bàn bát tiên. Trời đã bắt đầu tối dần, bỗng nghe Cơ Chân Chân yếu ớt gọi, kỷ muội tử. Lăng Hạnh Tiên vội vàng đứng dậy chạy đến bên giường nhỏ giọng hỏi, Cơ Thư Thư cần chuyện gì? Một chút nữa Lô Đại Ma sẽ đem cơm lên, muội muội không được cho lão bà ấy đến gần giường ta, cũng cấm không để cho lão bà ấy chạm tay vào người ta đó nha. Lăng Hạnh Tiên gật đầu, tiểu muội xin nhớ. Cơ Chân Chân không nói gì nữa. Qua một lát, trong phòng đã tối ám không nhìn thấy rõ nữa. Lăng Hạnh Tiên vội thắp một ngọn đèn dầu, chợt nghe sau lưng có tiếng chân người. Lô Đại Má bưng trong tay một mâm cơm đi vào, đặt xuống bàn cười với Lăng Hạnh Tiên. Lão bà đưa cơm chiều lên đó, ủa, Hà cô nương đâu rồi? Nàng đáp,
Hà Thư Thư chăm sóc cho đại ca ta ở phòng bên cạnh. Lưu Đại Má liếc nhìn cái giường rồi nhẹ giọng hỏi: Chân cô nương chưa tỉnh dậy sao? Cô nương ra sao rồi? Miệng vừa nói, chân lão vừa nhẹ bước lại gần giường, tự như muốn đưa tay kéo tấm mền ra. Thì ra khi Lô Đại Má vừa lên thang gác, Cơ Chân Chân đã nhanh nhẹn kéo tấm mền phủ kín cả người, có lẽ là không muốn gặp Lô Đại Má nhìn thấy sắc diện của nàng. Lân Hạnh Tiên nhớ lời dặn của Cơ Chân Chân, không để cho lão bà chạm tay vào người nàng. Nàng vội kêu lên: Lô Đại Má! Lô Đại Má đưa tay lập tức co lại, quay đầu hỏi: Chuyện gì vậy? Cơ Thư Thư đang ngủ say, lão đừng làm Thư Thư kinh động. Lô Đại Má liếc mắt loang loáng gượng cười: Theo lão bà thấy, chỉ e thương thế chân cô nương chưa hề chuyển biến. Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy mục quan của lão dán vào mặt nàng, lão cười mà như không phải cười, thần sắc dị dạng, nhất thời không biết hồi đáp ra sao. Lô Đại Má thở dài thường thượt: Từ nhỏ chân cô nương tính tình đã ương ngạnh, dù có đau cách mấy cũng không chịu nói. Kỳ thật không cần hỏi các cô nương, lão đã nhận ra nội thương của chân cô nương rất trầm trọng. Nói xong, lão quay lại nhìn giường của Cơ Chân Chân khẩn thiết nói: Chân cô nương, hãy cho lão bà xem thử thương thế có việc gì không. Lão không thèm lý hội đến Lăng Hạnh Tiên, nghiễm nhiên đưa tay ra định kéo tấm mền phủ người của nàng. Lăng Hạnh Tiên sốt ruột đang định ngăn lại, bỗng thấy bóng nhân ảnh giọt lên. Hà Gia Gia đã đứng trước mặt giữ tay của lão bà. Lô Đại Má, đại sư tỷ vừa có dặn, khi nào sư tỷ chưa tỉnh dậy không ai được kinh động. Lô Đại Má gườm gườm nhìn hai người không làm sao được, đành lắc đầu. Lão bà thật quá quan tâm chân cô nương, rất kỹ dùng thuốc, nhưng ta không yên tâm. Lão đã mang cơm chiều lên rồi đó, nhị vị cô nương hãy ăn cho xong đi. Dứt lời, lão bà quay ra xuống thang gác. Hà Gia Gia bước gấp lại trước giường, nhẹ nhàng lật tấm mền lên. Chỉ thấy Cơ Chân Chân ướt đẫm mồ hôi, nằm cuộn thân lại thở hổn hển. Nàng thất kinh hỏi: Đại tỷ làm sao vậy? Cơ Chân Chân đáp: À, chẳng sao cả, các người ăn cơm đi, mau. Lúc nãy Lô Đại Má đòi mở mền ra xem thương thế sư tỷ đó, không cần lý đến lão. Hà Gia Gia không dám hỏi nữa, nhưng ở trong bụng phát sinh đầy nghi vấn. Cơ Chân Chân đưa tay luồn vào gối, lôi ra một lọ ngọc, đổ ra một viên dược hoàng, đặt vào ở trong miệng rồi nhắm mắt không nói gì. Hà Gia Gia, Lăng Hạnh Tiên mỗi người có tâm sự riêng, lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn cơm vội vã. Cơ Chân Chân uống xong viên thuốc, thần sắc dần dần biến chuyển, sắc mặt nhợt nhạt đã có hơi hồng nhuận. Nàng từ từ ngồi dậy, bỏ một chân xuống giường. Hà Gia Gia kinh ngạc buông đổ xuống: Đại sư tỷ cần làm cái gì? Cơ Chân Chân lạnh lùng: Người cứ ăn cơm đi, không cần phải hỏi nhiều. Hà Gia Gia đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng vẫn lưu ý đến hành động của đại sư tỷ. Cơ Chân Chân dường như không để ý đến hai người. Một tay của nàng vịn giường đi đến cái bàn có mặt gương đồng dùng để trang điểm. Nàng ngồi xuống chậm chạp, dở tung mái tóc ra rồi cầm lấy lược chải mái tóc mịn màng, đen lai lái ấy. Hà Gia Gia lấy làm kỳ lạ nói: Đại sư tỷ bị thương chưa khỏi, cần chải tóc để làm gì? Bụng nghĩ như vậy nhưng miệng lại hỏi: Đại sư tỷ có cần em giúp không? Cơ Chân Chân trầm giọng: Không cần, người cứ xen vào mái. Hai người vội vàng ăn xong, Lô Đại Má đến hấp tấp vào phòng. Vừa nhìn thấy Cơ Chân Chân ngồi trước gương chải tóc, bất giác kinh ngạc: Chân cô nương thường thê thật khỏi rồi ư? Cơ Chân Chân đưa tay vuốt mái tóc rồi quay lại nói: Chẳng lẽ ta lại lừa Lô Đại Má sao? Khi nàng quay đầu lại, hai con mắt long lanh như có vẻ cười. Lăng Hạnh Tiên kêu à thầm một tiếng: Thì ra Cơ Từ Từ biết trước hai chúng ta ăn xong, nhất định Lô Đại Má sẽ lên thu dọn, nên cố gắng ra ngồi ở trước bàn gương chải đầu. Đúng là Thư Thư cố ý để lộ cho Lô Đại Má nhìn thấy. Tại sao Thư Thư không chịu bảo Lô Đại Má nhìn rõ thương thế? Lô Đại Má nhăn nheo cười gượng: À ơn trời đất, thương thế của cô nương quả nhiên bớt nhiều rồi. Lão thấy cô nương ngủ suốt ngày thật chẳng yên tâm chút nào.
cười chần chần chải xong mái tóc, gương mặt mỹ lệ của nàng đột nhiên lại lạnh tanh. Lưu đại má, ta thấy lão đã lớn tuổi mà tính nóng nảy vẫn còn. Ta quên chưa nói với lão, tuy thương thế của ta đã giảm nhiều, nhưng vì chân khí bị hao tổn, cần phải thi triển quy tức dưỡng nguyên đại pháp, không thể để ai quấy nhiễu. Lúc nãy lão có hành động nóng nảy đòi lật mệnh của ta ra, vạn nhất lỡ ta đang dần khí bị đảo lộn há chẳng phải đùa sao? Lưu đại má đưa tay gãi đầu rồi cố cười. Đáng chết thật, lão bà thật chẳng nghĩ ra gì cả. Rồi lão à lên một tiếng, suốt ngày cô nương chưa ăn chút gì, có lẽ cũng đã đói bụng rồi. Để lão bà đi nấu cho cô nương mấy chén cháo qua nha. Không cần, tối nay có lẽ có địch nhân đến. Lão thu dọn bát đĩa rồi hãy tắt đèn ngủ sớm đi. Bất cứ nghe tiếng động gì đều không được dậy. Lâu đại má chớp mắt. Chân cô nương, nếu thật có địch nhân đến, dù lão không đủ sức cũng... Cơ chân chân lạnh lẽo lắc đầu. Lão chỉ cần ngủ kỹ, nếu đêm nay chúng không đến càng hay. Còn nếu đến, tất nhiên là võ công phải cực cao. Ta sẽ bố trí độc dược chung quanh tiểu lâu này. Chúng ta chẳng cần động thủ với chúng, lão đến làm chi? Lâu đại má kinh hoàng, cô nương bố trí độc dược quanh tiểu lâu này ư? Cơ chân chân cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ lão quên ma giáo ta chuyên sử dụng độc cực kỳ lợi hại sao? Lâu đại má kêu lên hai tiếng à rồi liên tiếp gượng cười. Lão bà thật là hồ đồ, hay là cô nương cần thi triển? Cơ chân chân cắt lời của lão liền. Chuyện ấy không việc gì đến lão, mau về ngủ đi. Lâu đại má đáp một tiếng vâng, thu dọn chén đũa rồi xuống gác luôn. Hà Gia Gia nhìn sư tỷ hỏi. Tại sư tỷ, tại sao phải giấu lâu đại má vậy? Cơ chân chân lạnh lùng nói. Người không biết đâu. Rồi vội vấn tóc nói. Gia Gia, người hãy rắc mê hồn hương ở những cây cối quanh tiểu lâu này, nhưng không cần nhiều quá. Hà Gia Gia ngần ngừ. Đại sư tỷ, chúng ta mang theo không nhiều chỉ sợ. Ta biết rồi, do bởi vậy mới bảo ngươi là rất ít thôi. Hà Gia Gia dâng lệnh chuyển thân đi ra. Cơ chân chân cũng đột ngột ngồi nhổm dậy, bước đến song cửa sổ đưa tay đẩy cánh cửa ra. Chợt thấy xa xa tựa như có một bóng nhân ảnh thoáng qua mất dấu. Nàng khẽ cười một tiếng trong miệng, thân hình hơi nghiêng tới. Song thủ cất lên dãy ra hai đám khói, một đen xám và một màu vàng nhạt. Rồi thuận tay khép luôn hai cánh cửa lại quay về giường. Thân thể mệt mỏi nằm xuống. Một lúc sau Hà Gia Gia cũng đã trở về gài hết cửa lại. Cơ chân chân hướng về Lăng Hạnh Tiên bảo. Kỷ muội, hãy về ôm lệnh huynh sang đây. Lăng Hạnh Tiên nghĩ rằng nàng muốn trị thương cho Long ca ca. Nhưng lại nghĩ, thường thế của chính thư thư chẳng phải chưa khỏi hay sao? Nhưng nàng vẫn vâng lời quay về phòng của mình ôm lấy Nhạc Tiểu Long, cùng chăn gói trở qua. Không biết nên đặt chàng nằm ở đâu, đang định hỏi thì Cơ chân chân dậy lại. Đem y đến đây đặt xuống giường của ta. Vừa nói nàng vừa nghiêng cái thân hình mịn màng qua một bên, nhường hẳn nửa giường. Lăng Hạnh Tiên nghe lời kinh ngạc. Dù cho Long ca ca đang hôn mê bất tỉnh, nhưng nếu đặt chàng nằm xuống giường Cơ chân chân, một nam một nữ làm sao cho tiện? Cơ chân chân vẫn cười tự nhiên thúc giục. Không sao đâu, mau đặt y xuống đây đi. Lăng Hạnh Tiên không biết làm sao hơn, đành đặt Nhạc Tiểu Long nằm xuống cạnh bên nàng. Vừa đặt chàng xuống, chợt nghe ở dưới giường có tiếng rít kẹt kẹt nhẹ nhẹ. Hai người trên giường đồng thời lọt thỏm hẳn xuống, biến mất, và chỉ còn thấy mặt giường lại trồi lên hồi phục nguyên trạng, nhưng chăn mền mất đâu cả rồi. Lăng Hạnh Tiên sợ hãi vội vàng quay lại, chỉ thấy mặt của Hà Gia Gia cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn cái giường không chớp mắt bèn hỏi, Hà Thư Thư thế là chuyện gì vậy? Hà Gia Gia lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá nghĩ đại sư tỷ. Câu nói vừa nói xong thì bỗng nghe cái giường kêu lên sụp hẳn một giường xuống. Nhưng chỉ thấy nháy mắt giường lại đưa lên. Cơ chân chân vẫn nghiêng thân nằm như cũ, chỉ thấy Nhạc Tiểu Long đâu. Lăng Hạnh Tiên gấp gáp hỏi, Cơ Thư Thư, đại ca của ta đâu mất rồi? Cơ chân chân đáp, hãy yên tâm,
Chẳng lẽ ta lại hại y hay sao? Tiểu muội không có ý ấy, nhưng Cơ Chân Chân ngắt lời nói: "Ta đã đem lệnh huynh xuống địa đạo, vì đêm nay là đêm ta trị thương, đến lúc khẩn yếu liên quan đến sự sinh tử. Từ giờ này trở đi, trước sau khoảng 5 giờ không ai được quấy nhiễu. Tỷ muội và Hà Gia Gia đều phải canh giữ giúp ta. Nếu có địch cứ bắt chúng lại, dưới ấy là một nơi rất an toàn." Thì ra là thế. Cơ Chân Chân ngồi dậy, kéo từ dưới chân nệm ra một lư hương nhỏ và một tiểu ngân đao dài độ 3 thốn. Hà Gia Gia hỏi: "Đại sư tỷ bây giờ bắt đầu chưa?" Cơ Chân Chân đáp: "Bây giờ là giờ tuất, đương nhiên là có thể bắt đầu." Hà Gia Gia tức khắc đóng cửa phòng gài kỹ lại. Cơ Chân Chân đặt cái lư hương nhỏ màu vàng xuống giường, mở nắp ra đốt lên một mẩu gì đó đen thui, rồi đóng nắp lại. Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy nắp đó từ từ nhô lên một ngọn khói màu đen nhạt, ở trong lòng lấy làm kỳ quái. Chỉ nghe Cơ Chân Chân lúc này nói: "Đây là loại đào hoa tiên chướng của Ma giáo chúng ta. Bất luận ai võ công cao tới đâu, chỉ cần ngửi một chút mùi này lập tức hôn mê bất tỉnh. Đây là thuốc giải nó. Tỷ muội hãy ngậm trong miệng ắt vô sự." Nàng đưa ra một viên dược hoàng, Lăng Hạnh Tiên theo lời đưa lên miệng ngậm. Chỉ thấy dược hoàng vừa đắng vừa chát, bất giác đành nhăn mặt. Cơ Chân Chân bật cười: "Kỷ muội thấy thuốc đắng quá có phải không? Phải đợi khi nào ngửi được mùi hương của đào hoa tiên chướng, tiểu muội sẽ thấy hết đắng nữa." Vừa nói nàng vừa tự bỏ vào miệng của mình một viên thuốc giải. Lăng Hạnh Tiên bán tính bán nghi, đưa mắt nhìn lò hương nhỏ. Thật là kỳ quái, cột khói ở trên lư hương đã lên cao mà cứ ngưng tụ không tan, như là một cột khói treo lơ lửng giữa khoảng không. Mái tận đầu cao nhất ngọn khói mới phân ra rồi bay tản mát ra ngoài. Đột nhiên nàng ngửi thấy một mùi thơm như lan xạ, ngây ngất như say. Trong thoáng chốc, viên thuốc ngậm ở trong miệng hết hẳn vị đắng chát mà lại chuyển thành hơi ngọt, thoảng thoảng vị thơm, bất giác ngấm ngầm kinh ngạc. Lại nghe Cơ Chân Chân lên tiếng: "Thời gian không còn nhiều nữa, ta tức thì phải thi triển đại pháp kim đào giải ách. Kỷ muội, ngươi và Gia Gia hãy canh giữ hai cánh cửa. Nếu như có người đến cứ để cho hắn vào, không cần xuất thủ. Còn nếu hắn muốn đào tẩu hay tận lực ngăn cản lại. Bất luận hắn võ công cao tới đâu, chỉ cần lưu giữ hắn một lúc là hết lo. Chuyện này quan hệ rất lớn, ngươi hãy lưu ý cẩn thận." Lăng Hạnh Tiên gật đầu: "Tiểu muội xin ghi nhớ." Cơ Chân Chân bảo: "Được rồi, các ngươi hãy ẩn mình, đừng để cho bên ngoài nhìn thấy." Lăng Hạnh Tiên chưa biết ẩn thân ở đâu cho kín, đưa mắt nhìn tới đã thấy Hà Gia Gia ẩn thân ở cửa sổ ở phía nam, ngồi nghiêng thân dựa vào tường, đặt trường kiếm ngay ở trên đùi. Nàng liền chọn một nơi tối khuất nhất dưới cửa sổ, nằm ép ở dưới đất nhẹ nhẹ, rút trường kiếm đặt cạnh thân. Ở trong lòng tự nghĩ, không biết Cơ Chân Chân nói đại pháp kim đao giải ách thi triển như thế nào, xem như thư thư bố trí thật là chu mật thế này, đủ biết đại pháp trị thương ấy rất là nguy hiểm. Chỉ trong chốc lát, khắp gian phòng đã đầy mùi khói, một màn khói mỏng màu hồng nhạt trùm kín khắp nơi. Cơ Chân Chân xõa mái tóc dài ra, ngồi khoanh hai chân ở trên giường, hai mắt rũ xuống, tự như là đang dẫn công điều tiết. Trước mắt của nàng bày ra một hàng 36 cái lưỡi đao nhỏ như là lá liễu màu sáng bạc. Tất cả chuôi đao đều xoay xuống thẳng với mặt đất. Lăng Hạnh Tiên rất lấy làm kỳ quái, không biết cô nương ấy dùng loại đao nhỏ bé ấy để làm gì. Trong phòng im lặng không có một tiếng động. Thời gian chậm chậm qua. Lăng Hạnh Tiên cố mở to đôi mắt, không chớp nhìn Cơ Chân Chân. Dù nàng nhận ra sắc mặt của Cơ Chân Chân càng lúc càng đỏ, hai má rực lên như lửa, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cô nương ấy vậy. Rồi dần dần miệng của nàng buộc ra vài tiếng rên, như không chịu nổi sức nóng nữa. Qua thêm một khắc công phu nữa, tiếng rên của Cơ Chân Chân càng to hơn. Nàng vẫn khoanh chân ngồi, nhưng thân hình liên tục rung động, hàm răng đánh vào nhau lách cách. Lăng Hạnh Tiên rất lo ngại, nhìn Hà Gia Gia. Cô nương họ Hà cũng nhìn nàng, nhưng chỉ cười nhẹ khẽ lắc đầu,
như ra ý không sao đâu. Cứ như vậy qua một lúc lâu nữa, đột nhiên Cơ Chân Chân giống như phát cuồng nhảy vọt lên. Lăng Hạnh Tiên chỉ thấy hai mắt của nàng đỏ ngầu, khuôn mặt diễm lệ tuyệt tục. Ngày thường của nàng bây giờ bỗng biến thành gian ác kinh người, thêm tóc nàng xõa rộng như một nữ quỷ. Lăng Hạnh Tiên cả kinh, hai tay của Cơ Chân Chân đột nhiên múa loạn xạ, thân hình lay động, quần áo trên thân tháo rơi xuống hết, chỉ còn lại trên thân một tấm lụa mỏng che từ bụng trở xuống. Tấm vải mong manh khiến nhìn rõ thân hình mềm mại lồi lõm của nàng. Lăng Hạnh Tiên tuy cũng là nữ nhi, cũng không thể không đỏ bừng cả mặt. Nàng định hỏi làm gì vậy? Đột nhiên Cơ Chân Chân lật ngược thân hình, đầu dựa xuống đất, tay phải rút phăng một mũi ngân đao, đâm thẳng vào huyệt tâm khảm của mình. Lần này cơ hồ Lăng Hạnh Tiên sợ muốn rú lên. Nhưng Cơ Chân Chân xuất thủ cực mau, tay phải của Cơ Chân Chân vừa đâm ngân đao vào huyệt tâm khảm giữa ngực mình, tay trái đã chớp nhoáng rút thêm mũi ngân đao khác đâm luôn vào huyệt đột tâm sau lưng mình. Hai tay của nàng vừa rút đao vừa đâm vào huyệt đạo. Chẳng những động tác mau như chớp mà xác định huyệt đạo cũng rất là chuẩn. Trong chớp mắt đã đâm 36 mũi đao nhỏ xíu vào 36 huyệt đạo trên thân thể của nàng. Trên cái thân thể mỹ miều như ngọc chuốt mà bị đâm lúc cán vô số mũi đao nhọn sắc, quả là hành vi kinh tâm động phách. Huống hồ 36 huyệt đạo ấy đều là những đại huyệt đạo trí mạng. Lăng Hạnh Tiên cứ ngẩn người ra nhìn, nhớ tới Cơ Chân Chân vừa mới nói nàng đang thi triển kim đao giải ách đại pháp, nên cố nén bình tĩnh tự nghĩ, thảo nào tất cả đều cho ma giáo là bàn môn tả đạo. Chỉ cần nhìn thấy phương pháp trị thương này của nàng là đủ biết là loại tà môn. Không biết khi nàng trị thương cho Long Ca Ca có như thế thật sự đến chết người. Cơ Chân Chân treo treo thân như con chuồn chuồn, trên thân lại có 36 mũi đao nhỏ bé, nhưng dường như nàng không cảm thấy đau đớn gì cả. Hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trên mặt rất an nhiên. Dùng dấu chân chấm xuống đất không chút lay động, như đã mọc rễ từ đầu xuống đất rồi vậy. Thời gian qua rất mau, chớp mắt đã tới cạnh bà. Cơ Chân Chân vẫn y nguyên đảo ngược như cũ. Hà Gia Gia dựa rào kiếm giả như ngủ, không biết nàng ngủ thật hay chăng. Chỉ có một mình Lăng Hạnh Tiên mở tròn hai mắt, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Lúc ấy từ xa vọng lại tiếng huýt sáo rất nhỏ. Đêm khuya thanh vắng, nghe đương nhiên là rất rõ. Lăng Hạnh Tiên động tâm, hoặc là địch nhân đã đến rồi chăng. Nàng nghiêng tai nghe cho kỹ, tiếng huýt sáo ấy tựa như là vọng đến từ xa, hơn 10 trượng cực kỳ nhỏ. Lúc đoạn lúc tục phiêu hốt bất định, Lăng Hạnh Tiên ngắm ngầm ngưng thần chuẩn bị. Qua một lúc nữa thì tiếng huýt sáo hốt nhiên ngừng hẳn, và cũng chẳng thấy phát sinh điều gì lạ. Nào ngờ vừa lúc ấy bỗng có tuyến chuyển động rào rào từ phía cửa sổ phía nam. Nàng vội ngẩng đầu lên nhìn, miệng muốn hét lên một tiếng. Một con rắn toàn thân loang lổ dằn dện từ ở trên sông cửa sổ trườn vào. Thân hình của nó mềm, cái đầu của nó hình tam giác ngóc lên, lưỡi thè ra thụt vào liên tiếp. Thân của nó trườn dần xuống, cả thân con rắn dài hơn một trượng. Lúc ấy chỉ có cách chỗ của Hà Gia Gia ngồi khoảng 2 thước. Lăng Hạnh Tiên sợ đến thất thành kêu lên, Hà Tư Tư, có rắn. Hà Gia Gia nhìn nàng vẫn cười dịu dàng, lắc đầu nhẹ nhẹ ra ý. Hình như cô nương ấy vẫn chưa biết có rắn độc sắp bò xuống đầu. Không lẽ cô nương không sợ rắn? Con rắn trườn tới bên cạnh của Hà Gia Gia. Cái thân dài thượt của nó đang trườn tới thì bỗng nhiên cứng đờ ra nằm im. Hà Gia Gia vẫn ngồi bất động, chỉ dùng mũi kiếm đẩy cái đầu con rắn ra xa. Thật là kỳ quái, cái đầu con rắn bị nàng đẩy nhẹ, toàn thân của rắn bật lăn ra xa hoàn toàn bất động. Lăng Hạnh Tiên lấy làm kỳ dị, ta chưa hề thấy Hà Thư Thư xuất thủ, tại sao rắn vô cớ lại chết rồi? Chợt nghe Hà Gia Gia nói nhỏ, Kỷ muội tử đừng sợ, con rắn ngửi thấy mùi thơm của đào hoa tiên chướng, dĩ nhiên là chết mất rồi, không thể cắn muội muội được đâu. Thì ra đào hoa tiên chứng rất lợi hại,
đến loại độc xà mà còn chịu không nổi mùi chướng của nó. Cũng ngay lúc ấy, một tiếng bọp rơi từ ở trên nóc nhà đập xuống đất, đó là xác của một con rít dài 8 tấc, chổng cả 100 cái chân lên trời, hơi ngoa ngoe vài cái rồi nằm im bất động. Lại một tiếng bọp vang lên nữa, một con rít từ trên rơi xuống chết ở trong thời gian hết cạn một chén trà. Liên tục có xác 7 con rít từ ở trên nóc nhà rơi xuống. Lần Hạnh Tiên sợ đến tháo mồ hôi, thầm nghĩ thật không ngờ trên nóc nhà này lại nhiều rết đến như thế. Hà Gia Gia cũng đã đứng dậy, nàng đứng dựa vào song cửa sổ, sắc mặt lạ lùng, một tay nắm cán trường kiếm buộc miệng. Kỷ muội tử, các con độc vật này là người ta thả vào phòng chúng ta đó. Hắn thăm dò trước, nếu không thấy ở trong phòng có động tĩnh gì, ắt sẽ phá song cửa mà đột nhập. Mùi mùi hãy lưu tâm đề phòng đó. Lăng Hạnh Tiên vừa gật đầu vừa hỏi, cái địch phải chăng là người của Động Sa Đảo? Hà Gia Gia đáp, không biết. Lúc nãy có tiếng huýt sáo rõ ràng là để sai khiến mấy con rắn độc. Thì ra Hà Thư Thư cũng có nghe ư? Đương nhiên là có nghe rồi. Các loại huýt sáo để sai khiến rắn độc, ta tuy chưa hề học qua, nhưng đã quá hiểu rồi. Hai người đang đối đáp thì đột nhiên từ xa vọng lại tiếng huýt sáo. Hà Gia Gia gằn giọng, hắn thả ra khá nhiều xà trùng độc vật mà vẫn không thấy ở trong phòng chúng ta động tĩnh gì. Đó là tiếng huýt sáo gọi những con độc vật trở về đó. Nếu như không có con nào trở về, thế nào hắn cũng phải đến đây thám thính. Chúng ta hãy mau ẩn thân và đừng lên tiếng. Dứt lời, nàng lập tức ẩn thân vào góc tối. Lăng Hạnh Tiên cũng nép thân vào một góc cửa tường, tay vẫn giữ cán kiếm, nén thở ngưng thần chú ý ngoài song cửa sổ. Thời gian chậm chậm trôi, ngoài tiểu lâu vẫn im phăng phắc, không một tiếng động. Có lẽ tên địch nhân đang thi thố độc vật đã chạy mất rồi, hay ít nhất là hắn cũng biết nơi đây nguy hiểm không dám đột nhập. Dù vậy, Hà Gia Gia, Lăng Hạnh Tiên vẫn không dám sơ suất, hai nàng vẫn nép thân sát vào tường. Đã sắp tới canh tư, vì từ xa đã nghe tiếng gà gái o o. Giữa lúc ấy thì bỗng nghe những tiếng soạt soạt nho nhỏ phát ra từ 36 mũi kim đao trên thân của Cơ Chân Chân. Chúng thi nhau tuần tự rơi xuống đất. Cơ Chân Chân như vừa thoát khỏi cơn bệnh nặng, toàn thân của nàng mồ hôi xuất ra như tắm, lão đảo quỵ xuống. Hà Gia Gia bước tới rồi nhẹ nhàng ôm đại tỷ lên trên giường, để cho sư tỷ ngồi xuống ngay ngắn, đồng thời giơ liền một mảnh vải quần áo bó tròn lấy nàng, vui vẻ hỏi, đại sư tỷ giờ này còn chưa tới canh năm, sư tỷ đã khỏi rồi ư? Hai mắt của Cơ Chân Chân hơi hé mở gật đầu, rồi lại chậm chậm khép mắt lại. Hà Gia Gia vội vã thu dọn kim đao, vẫy tay Lăng Hạnh Tiên đến. Khỉ muội tử, hãy giúp gọi Lô đại má nấu một ấm nước nóng màu lên. Lăng Hạnh Tiên vâng lời, chuyển thân mở cửa sắp sửa bước ra. Hà Gia Gia nói dối theo, ra ngoài phải cẩn thận đó, có thể địch nhân vẫn còn lẩn quẩn đâu đây. Lăng Hạnh Tiên quay đầu lại mỉm cười nói, không sao, nếu thật có địch nhân muội đủ sức đối phó. Vội vã xuống gác ra ngoài giường, thật ở trong lòng cũng có hồi hộp. Tay trái của nàng cầm sẵn 10 mấy mũi thái bạch châm, tay phải đặt vào chui kiếm. Bước xuống mấy bậc đá, một quang quét xung quanh tứ phía. Lúc ấy đã quá canh tư, một dần trăng sáng treo lơ lửng ở góc trời. Ánh sáng bạc tỏa xuống trong trẻo, chiếu sáng cả khu vườn quang lương chập chờn những bóng cây. Trong đám cỏ cây rậm rạp hình như có bóng người ẩn nấp. Trước mặt là gian tiểu lâm của Lô đại má, giờ này mài vẫn còn ánh lửa. Lão thực sự đang làm gì vậy? Nàng có nhiệm vụ gọi Lô đại má nấu nước sôi, nhưng ở trong bụng vẫn khởi nghi, liền nhẹ bước ẩn thân bước tới êm ru. Bước đến dưới gốc cây, gặp một cây quế rất lớn, dương cành tới sát cửa sổ là cành rậm rạp. Liền không một chút do dự, nàng tung thân nhảy lên cành cây, ẩn thân vào cái tàn kín đáo nhất của nó, nhìn vào trong song cửa. Trong phòng của Lô đại má trần thiết rất đơn giản, có một ngọn đèn dầu đặt ở trên sàn góc, và một nữ tử mặc áo đen tóc ngắn ngồi gần đó không biết đang làm gì. Đương nhiên nữ tử ấy không phải là Lô đại má.
Nhưng ở trong phòng trừ nữ tử ấy ra không thấy Lô Đại Má đâu. Lăng Hạnh Tiên nhìn kỹ một chút nữa phát giác thêm thân nữ tử dáng người gù gù, giống hệt như là Lô Đại Má. Trong lòng nàng lấy làm kỳ quái, nàng đưa mắt đến quanh phòng, không ngờ nhìn thấy trên đầu giường có treo một mái tóc giả trắng xóa. Dưới mái tóc ấy lại treo một cái mặt nạ, chính là mặt của Lô Đại Má. Lăng Hạnh Tiên giật mình kinh dị, thì ra lão không phải là Lô Đại Má. Trong lòng chấn động, tự nhiên nàng nhìn kỹ xem nữ tử ngồi dưới sàn đang làm việc gì. Đột nhiên vừa lúc ấy nàng nghe sau lưng có tiếng lay động nhẹ nhẹ, vội quay đầu lại nhìn. Dưới bóng trăng sáng nàng thấy cây lá rung động, theo dấu trường thân của một con rắn lớn, có lớp vảy dằn dện ở trên thân. Nàng sợ đến độ muốn nhũng người ra kêu khẽ một tiếng, buông tay rơi thân xuống đất. Nàng cuống cuồng kêu lên thất thanh: Lô Đại Má! Trong tiểu lầu đáp lại tiếng già lão của Lô Đại Má: Là Kỷ cô nương phải không? Cánh cửa mở thò ra, một mái tóc bạc trắng, da mặt nhăn nheo, rõ ràng là Lô Đại Má. Lăng Hạnh Tiên có định thần rồi kêu lớn: Lô Đại Má, ta đạp trúng lầm một con rắn lớn. Lô Đại Má mỉm cười: Nơi đây hoang phế đã lâu, xưa nay rất ít có người qua lại. Rắn rết sinh sôi nảy nở là chuyện thường, nhất là mùa này vừa qua tiết kinh trập. Lão bà gặp rắn ở đây, à đi đâu nên nhớ cầm theo thanh trượng, vừa đi vừa đạp các loại xà trùng đều phải sợ chạy hết. Lão đang thào thào thì bỗng a lên một tiếng: Giờ này còn chưa sáng, Kỷ cô nương tìm lão bà có chuyện chi? Lăng Hạnh Tiên lên tiếng đáp: Là Cơ Thư Thư sai ta bảo bà nấu cho cô ta một ấm nước sôi. Lô Đại Má mỉm cười: Lão sẽ nhén lửa tức thì, Kỷ cô nương cứ về đi, đa tạ Lô Đại Má. Lão bà tiếp: Đó là phần việc của lão, sao lại cảm tạ? Lăng Hạnh Tiên quay về trong lòng hết sức nghi hoặc. Lão bà rõ ràng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, thì sao lại phải giả trang Lô Đại Má? Nhất thời nàng không thể nào đoán được lai lịch của nữ tử ấy. Hết sức thắc mắc, nàng trở về phòng đẩy cửa. Hà Gia Gia đón nàng hỏi liền: Kỷ muội không sao chứ? Hỏi câu này có lẽ cô nương họ Hà đã nghe tiếng kêu của nàng. Nàng lắc đầu: Không sao, tiểu muội vừa gặp một con rắn lớn. Ta cũng có nghe tiếng kêu của ngươi, cứ sợ xảy ra chuyện gì đang định chạy ra xem, sau đó nghe ngươi gọi Lô Đại Má, đoán rằng chắc không sao. Đại sư tỷ đang lúc giận công, đến giờ quan trọng nên không thể sơ suất được. Lăng Hạnh Tiên hạ giọng thì thầm: Hà Thư Thư, tiểu muội mới phát hiện một chuyện hết sức bí mật. Chuyện gì? Có phải liên quan đến Lô Đại Má? Lô Đại Má chỉ là cái mặt nạ bên ngoài thôi, không phải Lô Đại Má thật đâu. Hà Gia Gia biến sắc: Không phải Lô Đại Má thật, thế là người nào? Lăng Hạnh Tiên đáp: Tuổi của y còn rất trẻ, tiểu muội chỉ nhìn rõ phía sau lưng, chưa nhìn rõ mặt. Liền đó nàng kể cho Hà Gia Gia nghe chuyện ấy. Hà Gia Gia trợn mắt nói: Còn có chuyện như thế ư? Hơi dừng lại một chút, cô nương họ Hà chậm rãi: Từ đầu ta đã thấy lão bà ấy rất khả nghi. Lăng Hạnh Tiên nói: Tiểu muội nghĩ Cơ Thư Thư nhất định biết rõ. Đêm hôm qua Cơ Thư Thư đã dặn tiểu muội nhất định không để cho Lô Má Má đến gần giường chạm vào người của Thư Thư. Đại sư tỷ ta là người có tính tình như thế, bất cứ chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, không chịu nói với ai. Lăng Hạnh Tiên nói: Nữ tỳ ấy đã giả trang Lô Đại Má, chắc phải có âm mưu gì chứ? Đàm thổi tới đó, phương đông đã le lói có ánh mặt trời. Hà Gia Gia thở phào, thu dọn lư hương màu vàng kia cất đi, đồng thời mở rộng tất cả các cánh cửa sổ. Lô Đại Má lơm khơm bước vào, trên tay là ấm nước sôi. Lão hỏi như có vẻ chăm sóc: Lão đã đem nước sôi tới đây, chân cô nương còn chưa tỉnh dậy ư? Hà Gia Gia lạnh lùng: Lô Đại Má, ở đây có bồn tắm không? Khi đại tỷ ta vận công tỉnh lại rất cần phải tắm. Lô Đại Má đáp liên tiếp: À, có chứ, để đạo đi lấy cho. Quay đi một chút, lão bà quay về với một cái chậu rất lớn. Khi chân cô nương tắm, để lão bà đây phục thị cho. Hà Gia Gia bảo: Lão đặt ở đây được rồi, khi đại sư tỷ tỉnh dậy có thể tắm một mình. Lão bà miễn cưỡng đặt chậu nước nóng xuống bàn, rồi sau đó đi ra. Chỉ trong thoáng chốc, Cơ Chân Chân đã mở mắt. Nàng tự xuống giường lao qua loa cơ thể của mình. Trong nàng bây giờ đã khác hẳn, rõ ràng mọi thương thế đã được trừ khử. Sau khi tắm xong,
Cơ Chân Chân lên tiếng bảo, thời gian đã gần đến, ta phải trị thương cho Kỷ Thiếu Hiệp. Có lẽ nàng vẫn sẽ dùng kim đao đâm vào huyệt trị thương cho Long Ca Ca. Cơ Chân Chân không nói gì nữa, nàng ngồi xuống bàn trang điểm, hai tay nhẹ nhẹ ấn vào mặt bàn rồi bước lên giường nằm xuống. Tay phải vừa chống vào một nơi nào đó, bỗng tiếng động lại nổi lên liên tiếp. Mặt giường thụt hẳn xuống, thì ra trên mặt bàn trang điểm kia, có cái giường này đều là bố trí cơ quan bí mật cần phải động vào mặt bàn trang điểm trước mới mở điều khiển được cơ quan lên xuống tùy ý. Tuy nhiên lại có tiếng rít chuyển động, mặt giường nâng lên trở lại, nhưng vẫn chỉ là một mình Cơ Chân Chân. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhảy giọt xuống giường giận dữ nói lớn, "Gia gia, Kỷ muội tử, theo ta mau lên." Lăng Hạnh Tiên không nén được, liền lên tiếng hỏi, "Cơ Thư Thư, ca ca của tiểu muội đâu?" Cơ Chân Chân đáp, "Dưới địa đạo không thấy tông tích của lệnh huynh đâu cả, có lẽ đã bị Lô đại má bắt rồi." Hà gia gia thất sắc, "Lão bác Kỷ Thiếu Hiệp đi đâu?" Cơ Chân Chân vừa chạy vừa đáp, "Dưới địa đạo có rất nhiều đường thông lộ, đương nhiên là có thể thông đến tiểu lâu của Lô đại má." Dứt lời liền thúc giục, "Ta cho rằng Kỷ Thiếu Hiệp nhất định bị bắt đến chỗ của Lô đại má, các người chạy theo ta đến đó mau." Ba người chớp nhóm xuống thang gác, chạy thẳng đến tiểu lâu nơi có phòng của Lô đại má. Chỉ thấy lão đang ngồi chắn ngang trước cửa, nhìn thấy ba người lão kêu lớn, "Chân cô nương đến đấy ư?" Cơ Chân Chân hừ một tiếng, giọt lên trên gác trước tiên. Lô đại má đứng chặn ở cửa, cười nhỏ giọng, "Các cô nương hãy dừng lại, trong phòng lão bà vừa hôi vừa hỗn loạn, ba vị đừng làm chi." Cơ Chân Chân lạnh lùng, "Nếu ta nhất định cứ vào thì sao?" Lô đại má cười nhún vai, "Cô nương nhất định vào, lão bà đâu biết phải làm sao, cứ tiến vào đi." Vừa nói lão bà vừa tức tốc quay vào. Cơ Chân Chân hạ thấp giọng, "Kỷ muội tử, hãy ở đây giữ cửa, không cho lão bà đào thoát. Gia gia, theo sát ta vào phòng." Không đợi cho Lăng Hạnh Tiên hồi đáp, nàng đã vượt rào. Ai ngờ vừa bước vào, bỗng xoẹt một tiếng, một con rắn lớn ngóc đầu lên định bổ tới. Cơ Chân Chân cười lạnh một tiếng, tả thủ dung ra. Một mũi ngân đao đã giọt tới, kim chặt vào con rắn ở dưới sàn gác. Đùi của nó bật lên giãy giụa dữ dội. Cơ Chân Chân để mặt con rắn cứ vượt thân qua. Lô đại má đã lùi đến bên cạnh giường cười khục khặc, "Thủ pháp cô nương tuyệt diệu." Mặt của Cơ Chân Chân lạnh như băng, lạnh lùng nói, "Ta đã sớm biết ngươi không phải là Lô đại má, nhưng không ngờ ngươi là Hắc Thạch Đảo đến đây." Lô đại má đáp, "Cô nương nói buồn cười thật, lão không phải là Lô đại má thì là ai?" Cơ Chân Chân liếc mắt ở trên giường có một người nằm, nhưng nàng cố ý như không biết, lạnh lẽo nói, "Không cần hỏi nhiều, lão bác Kỷ Thiếu Hiệp đi đâu?" Lô đại má à lên một tiếng rồi cười nhẹ nói, "Cô nương lại lầm rồi. Người nằm kia do lão bắt từ trong địa đạo, nhưng y không phải là Kỷ Thiếu Hiệp như cô nương nói đâu." Cơ Chân Chân tròn xe mắt, "Y không phải là Kỷ Thiếu Hiệp thì là ai?" Lô đại má đáp, "Nếu cô nương không tin thì xin cứ nhìn xem." Vừa nói lão vừa đưa tay định kéo tấm mền phủ kín. Cơ Chân Chân quát lạnh tanh, "Dừng lại, ta không cho lão động đến y." Rất mau lẹ, Lô đại má đặt tay lên đỉnh đầu của Nhạc Tiểu Long rồi cười sảng sặc, "Cô nương là người thông minh, có lẽ không nên bắt ép lão bà ta phải xuất thủ chứ." Gia gia nóng ruột chỉ vào mặt của Lô đại má, "Lão có ý định gì đây?" Theo cái chỉ tay ấy, một đạo khí lạnh đã giọt thẳng vào ngực của Lô đại má. Lão bà hình như không để ý, hơi nghiêng người tránh đạo khí lạnh ấy, rồi cười nhạt, "Hà cô nương hạ sát thủ với lão bà đây, không là quá tuyệt tình lắm ư?" Cơ Chân Chân biến sắc mặt rồi quát lên, "Gia gia không được hạ thủ." Lô đại má vẫn đặt tay phải lên đầu của Nhạc Tiểu Long từ từ nói, "Đợi chân cô nương bảo sư muội không được hạ thủ, chắc lão bà đây sớm chết mất rồi." Cơ Chân Chân gằn giọng, "Người dám hạ độc thủ Kỷ Thiếu Hiệp, ta sẽ cho người biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong đâu." Lô đại má vẫn cười, "Xem ra cô nương quan tâm đến y quá vậy."